tiên. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em không có ý gì. Nói đi, không ngại đâu. Dạ như anh được lên mới... vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quỳnh Linh, dạ chào chị Hồng Vân, dạ chào quý khán giả. Em tên là Hoàng Dâm, em đến từ Cà Mau. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh, chào người bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Ngọc Nhiệm, em 34 tuổi, em đến từ Bạc Liêu. Trời ơi, có gần không? Sát bên nhau. Ủa sát bên luôn hả? Ngày xưa hai tỉnh này là một đó. Dạ. Chăm chăm làm công việc gì vậy? Dạ em là buôn bán quán ăn anh. Quán gì ăn gì? Quán bún mắm miền Tây mình á. Bún mắm hả? Dạ. Mình làm cái gì cưng? Dạ em là giáo viên ạ. Em dạy là thuộc tỉnh Bạc Liêu nhưng mà cái chỗ đó đó chị là nó giáp với Cà Mau luôn. Giá Rai hả? Dạ không, ở huyện Đông Hải anh. À vậy à, trời ơi sát bên luôn rồi. Là em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Trời đó coi. Em thích ăn bún mắm không? Dạ bún mắm là cái quê đặc sản quê em đó anh. Đúng rồi, chính ra bún mắm ở Bạc Liêu cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Em bán mắm ở đâu rồi em trai? Em bán bấm 78 Trần Quang Khải, quận nhất mình á. Gì? Bán ở Sài Gòn á. Trời ơi, bây giờ tôi bán mà thành Cà Mau. Tôi bán thành phố Hồ Chí Minh. Trời, tôi tưởng hai người sát bên rồi, bây giờ người ở Bạc Liêu, người ở Sài Gòn, bây giờ mừng ăn gì đây? Không sao, mỗi năm em về quê mấy lần? Một lần anh. Gì vậy, có một lần hả? Tại vì bán suốt á, rồi tới qua Tết mới về được. Bán đây là thuê nhà bán hay là em? Bán ở ngoài vỉa hè anh. Bán với ai? Bán với ông anh, hai anh em bán. Hai anh em bán quán hả? Chào cưng. Dạ. Ở chỗ nào, bữa nào anh ghé ăn thôi. Dạ, ngân hàng Exibank mình á. Trời, bán ngay ngân hàng dạ, luôn hả? Cũng Trần Quang Khải mình á. Chỗ đó là mà nhiều mấy quán hàng quán mà ở lề đường ăn cực ngon luôn. Dạ. Ở trong đó có cái bánh canh gì nữa đó. Cái đường Trần Quang Khải nó có một cái tiệm bánh canh cũng rất ngon. Chiều nay ăn bún mắm đi. Ăn bún mắm. Dạ. Anh về dưới bán bún mắm ơi. Ở dưới bán cũng có nhiều mà bán... nhiều người bán, ba bán không có bằng ở Sài Gòn mà chị. Em gái ở trước cổng trường em có ai bán bún mắm không? Dạ không anh ơi. Đó ngon. Về với Bạc Liêu dọn với Bạc Liêu. Hết hồn không? Trời ơi. Dạ chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Nhỏ con cấp 3 nha. Dữ luôn rồi nha. Dạ. Em. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 1 mối rưỡi. Hả? Là một chính thức với một em đơn phương thôi à. Đơn phương là kêu mối rử rồi. Dạ. Chính thức chưa được 1 năm anh. Rồi sao chia tay? Em nghĩ phụ huynh nhìn dáng em tưởng học sinh nên không đuổi. À dạ. Mà em cái điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu thì em là mê chơi. Cô giáo mà mê chơi hả? Tức là em làm việc nhưng phải có giải trí. À đúng rồi. Em có nhiều cái sở thích nên dẫn đến là mất nhiều thời gian. Thích gì? Dạ em thích mà thầy hiệu trưởng gọi em là thích đủ thứ. Em thích hát nè, thích xem phim, thích làm thơ, thích đánh cờ. Thích đủ thứ đúng rồi đó. Thích đánh cờ. Nhưng mà quan trọng là dạy tốt được rồi. Mà cô giáo dạy môn gì cưng? Dạ em dạy vật lý. Rồi hồi để coi. Để hồi nói chuyện vật lý với chàng trai nha. Dạ. Em trai, em có mấy mối? Dạ em có 2 mối tình mà lâu dữ à. Lâu dữ là lâu bao lâu? Cách nay cũng khoảng chừng 20 năm. Trời ơi. Một mối tình đầu tiên là hồi đó là bà nội dẫn đi coi vợ mà hai người không hợp rồi đó chia tay. Ủa ông nhiêu tuổi rồi mà 20 năm mà ông có mối tình đầu tiên rồi đi hỏi vợ là sao? Hôm nay 39 tuổi rồi chị. 39 tuổi. Cái đây 19 tuổi là bà nội đã kêu đi lấy vợ rồi hả? Ở như quê 16, 17 ta cưới đâu. Ồ trời. Mới quen đây khoảng 4 năm nay. Rồi cũng không hợp rồi chia tay là 4 năm mà. Mới quen một năm. quen 1 năm nay. Rồi thấy gì không hợp. Không hợp nữa hả? Sao mới hợp với em? Dạ không phải, thấy cái bên cái em đó thấy là hơi lăng nhăng. Ai lăng nhăng? Bên em bạn gái đó. Rồi bây giờ nè,
Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Có. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Dạ. Cái đó về nuôi thêm là lên được anh. Là lên. Đó, mà đằng trai yêu cầu vậy, đằng gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ, em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Ừ, mà lùn hơn sao? Dạ, lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ, ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hối là được. À, thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biến đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biến rồi. Dạ, tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng ít khoe khoang đó chị. Đừng. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt buộc phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À, lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ, là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ, là em không có ý gì. Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ, như anh Nguyệt Linh mới... vậy là chưa có hói. À, được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh đây, không, anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Dạ, đối với em thì khoảng cách không là vấn đề. Em chỉ sợ tính người thôi. Có nghĩa là một năm anh về thăm em lần đó là được không? Dạ được. Được luôn hả? Rồi sao rồi em có sắp xếp lên thành phố thăm với ảnh được không? Em thì công việc em thì hơi nhiều á, cho nên em nghĩ là bên nam chủ động hay hơn. Thôi giờ tùy ông đi, ông yêu bắt buộc ông phải bỏ bún mắm ông về dưới ông thăm thôi. Thế nào bây giờ em tính sao? Cái vụ mà năm em về quê là anh thấy không ổn rồi đó. Dạ. Ủa nó là em phải chủ động về đó. Nếu mà vậy, nếu mà mình tiến tới là mình hợp nữa thì được, về quê làm nóng bún mắm bán luôn cũng được. Ừ, dọn về quê có ý định không? Dạ có. Dọn tại... về Bạc Liêu. Dạ, cũng được ha. Dạ, tại vì là công việc nhà em là em như nội trợ hết, em biết hết. Ừ. Dạ, em làm hết được. Dạ. Đứng lên coi lưng có dài không? Quay coi lưng này. 1m1 à? Em nói vậy thôi chứ giờ sao cũng được, tại vì mế quá chị ơi. Vì không bao em đi với ai hả? Dạ em đi với em gái đồng nghiệp. À. Dạ xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Thì em là đồng nghiệp của chị Nhiệm. Thì chị của em là người rất là vui vẻ hoạt bát. Còn về anh bên đây thì em thấy anh cũng biết làm ăn, cũng giỏi. Nói vô đi, đãi mấy chầu lẩu mắm. Ăn lẩu mắm miễn phí được không? Dạ. Em không ăn mắm. Dạ chị Nhiệm thì rất là thích mắm. Ghiền. Dạ. Dạ. Cô gái này ghiền nè. Dạ. Ghiền mắm. Chút xíu hỏi ship lên cho ông Mai và Mối được không? Ship cũng được, nó dễ, cũng có ship được. Em có đặt trên Grab nữa. Chút nhớ chở là mấy tô nha. Vậy bữa nay chứ không có bán anh, chứ ngày mơi á, bữa nay gì vậy bán không kịp. Đây ông đi hẹn hò rồi. Thôi giờ bỏ qua đi. Ông không thôi, có bán. Thôi bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh. Ông anh bạn gì vậy? Ông anh Vân xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể cô bác ở trong trường quay hôm nay. Theo nhận xét của tôi thì thấy hai em ở bên về phía em gái thì rất là dễ thương, cái tính thật thà. Theo tôi thì nhận xét là ok number one. Anh, sao nay nghỉ bún mắm vậy? Tại hẹn hò. Bị hẹn hò phải nghỉ. Trời dạ, hai ơi. Anh em bán à? Hai anh em có bán chung nhau không? Dạ em bán, hai anh em bán chung mà. Hai là bán chung một gánh đây, là hai ông bán. Ngồi đây hết rồi lấy nghỉ. Gì bán? Tưởng là có gánh khác thì lấy ship hàng của ông anh mà giờ thôi xong. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. À, đứng lên nhận bông nè. Anh có muốn quà nữa gửi cho em. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là mình đứng mình giao lưu chút xíu coi. Em coi cái lưng nó dài không, bụng bự không? Đó coi. Dạ, không, được không dài. Không dài mà. Dạ. Em có hỏi không em? Anh có hỏi không?
chắc hối không bằng em đâu. Ok. Rồi bụng coi sao? Bụng hả? Ừ. Chưa bằng trái bóng, nó chưa bự đâu. Chấp nhận được đúng không? Cái này là tất cả những cái gì mà em yêu cầu là đều vượt qua hết được đúng không? Dạ. Bây giờ là em hát bài tặng cho cô gái cái đi. Mình lấy tình cảm ban đầu cái nào? Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Mệt vậy đó. Anh mệt quá chị. Rồi đáp lại em gái. Đáp luôn. Dạ. Em cái giọng em đang bể, không biết hát giọng cổ được không? Được. Dạ, ok, hát câu đi. Dạ, để em lấy bình tĩnh. Nửa đêm thao thức nhớ quê hương, nghe đờn giọng cô lòng dương dấn lòng. Dù đi trăm núi ngàn sông, tình quê xứ sở lòng không đổi dời. Bạc Liêu ơi ngày đó xa xôi, ai chối bài giả cổ cho con quen cung xuân xuôi về giảng ngà. Cho bài giọng cổ ngày nay như lời ru của mẹ thăm tình. Rồi em hỏi cô bao nhiêu ký hợp với em không? Nãy em nói đó. Em được nhiêu ký à? Dạ, hiện tại là em 39 ký. Trời. Đúng số mong muốn luôn á. 39 số đẹp đấy em. Ủa anh ở Cà Mau mà anh ở đâu? Anh ở Cà Mau mà nhưng mà huyện Trần Văn Thời nằm bên du lịch Hòn Đá Bạc á. Em có đến chưa? Dạ chưa. Quê gốc của anh á, bà nội á thì Bạc Liêu. Rồi anh lên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Anh lên đây cũng khoảng 5 năm rồi. Anh dự định là lập nghiệp trên đây luôn hả? Cũng chưa có biết nữa, tại vì bây giờ ba mẹ nhà còn có ba mẹ không à. Ba mẹ mẹ dưới quê. Còn anh mà muốn bên ăn thua là bên vợ, nếu mà tìm được vợ nó bên trên đây cũng được, mà còn về quê cũng được. Giờ là tính là về Bạc Liêu rồi đó. Sau này mình có tiến tới hơn nhân á, em thích mấy đứa con à. Em nghĩ là con cái là chuyện tự nhiên thôi à. Thật sự thì em cũng thích nhà đông vui. Anh thì thích một đứa là được nuôi đủ rồi. Gái đầu lòng còn tốt nữa. Được không? Được không? Em muốn sao? Em muốn một hay hai? Muốn càng nhiều càng tốt mà. Em là thích nhà đông vui chị. À thích nhà đông vui. Ừ. Nên ta thích đẻ nhiều. Thôi nhỏ con thì đẻ hai đứa thôi. Em dạy vật lý đúng không? Dạ. Bây giờ em thử đứng em giảng một đoạn nào về vật lý, về cho bạn trai hiểu được cái công việc của em cụ thể hơn. Dạ. Nhìn bạn coi như đây là học sinh của mình nè. Dạ. Bắt đầu. Yêu. Yêu là sóng dần trên dây có hai đầu cố định, hai sóng cùng tần số bắt gặp nhau, dao động cùng phương với độ lệch pha không đổi. Đó là lòng chung thủy của tình yêu. Giống như nút trên dây luôn cố định, bởi yêu rồi không thay đổi được đâu. Biên độ bụng luôn luôn là cực đại, mãnh liệt chân thành là sức mạnh của tình yêu. Số nghiêng lần bước sóng, nhưng trái tim dẫu có nhiều ngăn nhiều vách, nhưng trọn vẹn trái tim mình chỉ chứa một nửa của mình thôi. Em xin hết. Nói đi bé hiểu không? Em đang nói về sóng dừng đó anh. Yeah. Anh học sinh hiểu không ạ? Có hiểu không? Sao vậy anh? Chưa hiểu gì mày. Thấy chưa? Tôi biết mà. Hồi nãy thấy cái mặt bơ bơ là tôi biết không hiểu rồi. Thôi giận gì đi. Cụ thể hơn sao cho anh học trò hiểu đi. Rồi để lại đi, chừng nào em đi ăn bún mắm nhiều á. Dạ. Cái mỗi ngày em nói ít. Dạ là hiểu đi. Dạ. Anh Nguyễn ơi, em nghĩ là chắc phải lâu dài anh ơi. Không có lâu dài được. Cô giáo làm sao em giảng cho người ta hiểu được á. Độ dài của dây á là giống như cuộc đời của mình vậy đó. Rồi tuy là cuộc đời mình nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại khi tìm được đúng người á thì trái tim mình chỉ chứa một người đó thôi. Đúng rồi. Với một người là đúng rồi, đúng rồi. Được rồi đó. Vậy ta mới hiểu rồi đó. Dạ. Nào bước tới. Đấy. Nói đi, cho dù anh có bán bún mắm ở đâu đi nữa thì anh vẫn hướng về em gì đó, thí dụ thế. Anh thì cũng ở trên đây xa xôi, nếu mà có dịp nào á rồi em với anh tìm hiểu nhau và đi về chung một đò luôn cũng được.
Trời ơi, ông mối tôi ông quy định sao bây giờ ông tưởng ông học trò luôn rồi đó. Em cũng tưởng em giáo viên không. Dạ, thưa cô, đó, y chang vậy luôn đó. Nói đi. Nếu cần em thấy giờ cả quán móng về với Bạc Liêu. Em thấy tay anh ấm hơn tay em. Nóng hơn, ấm áp hơn. Em muốn cùng anh về bán bún mắm luôn. Dạ, yeah. Anh mà rủ em bán bún mắm là mấy nhỏ trách anh đó. Yeah. Có thể thì em chỉ phụ thôi thì được. Yeah. Bán ở Sài Gòn hay là bán ở dưới Bạc Liêu? Anh thì anh bán đang bán Sài Gòn, mà nếu mà cùng em thì Bạc Liêu bán cũng được, hoặc là Sài Gòn bán cũng được. Nói thì chung là em thích ở đâu anh dọn bún mắm gì đó. Đó. Nói vậy đó. Là em thích ở đâu anh dọn gì đó. Ừ. Dạ, dạ em thật sự là bún mắm là cái món em rất là thích á. Yeah. Như là khi nào mà em ăn không thấy ngon cái gì đó hoặc là chán ăn gì đó thì em sẽ đi ăn bún mắm. Yeah. Nếu mà có dịp đó mà được gì thì anh về đó anh bán cùng em là ok rồi. Ok không? Ok, okay không? Vậy anh ta hỏi thì trả lời đi. Dạ. Ok đó, ừ. Bây giờ là mình suy nghĩ cho thật kỹ hai bên. Nhắm mắt lại, thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, thì quán bún mắm cứ về bán. Cô giáo cứ dạy trường của cô. Yeah. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em bấm rồi đó anh, chắc nó không ăn hay gì đó. Rồi giờ mới ăn nè. Làm rung đổ nồi nước mắm luôn. Nước mắm luôn. Bấm rồi, cho em bấm một ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Nắm tay đi cưng. Đó, nắm hai tay coi thấy sao? Ấm áp không? Hả? Ấm áp. Nắm thích thích không? Thích. Rồi xin phép cô chú cho hôn em nhiệm cái hôn. Rồi con xin phép cô chú cho con hôn em con được hôn nha. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng nghiền thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hình này sao giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống vậy trời. Các này linh tính á. Cái giác quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức ngồi nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam.
Hôm qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ em bữa trước em có biết anh về mà em bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly uống cà phê. Rồi, à, anh làm nghề gì vậy? Dạ em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin gái. Tự giới thiệu, em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao. Tình yêu người ta yêu còn nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nếu tiền điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. À, ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ em, điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á, thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em á, thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cứ gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên, còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng coi trọng tuổi, tự tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương, chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cao mang dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 cho lên. Cha có bộ căng ạ, bên kia nói vụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á, thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con trời người, ơi đúng không? Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn. Nói đi. Nói cho dân có biết đi nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. À, hết hồn chưa? Hả? Hết dạ. Hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Ừ, dạ. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích khen, tính của con là con sống rất là thoải mái.
Dạ con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè, mình đi với ai? Dạ thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân, đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là yeah, gia đình ok. Yeah. Đang cố gắng nha em trai nha. Yeah. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, rồi, có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên tặng em mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó coi cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thành ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ... Mở thơ, mở thiệp kìa. Đọc thơ đi. Đẹp quá. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em một cái đó thôi. Dạ. Dạ, em xin đọc thơ. Đứng nó nghe luôn, đứng nó nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội, nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này, nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi nam người. Dạ, nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì... em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được ạ. Đó rồi dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói anh cũng rất thích. Dạ. rồi mà em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Những con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần.
Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh... Hai ba lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. Hai lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau, ý em leo xe về. Trời ơi, vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Trong... Dạ. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chứ đâu lúc nào đó bạn ấy, một trong hai bạn sẽ dời nhà về chỗ khác, về nhà, về gần người mình thích đó. Cũng không biết chừng ha. Biết đâu được, trời ơi, tình yêu mà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
cơm nước giặt rũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. À, điểm yếu của con là cọc hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết cơ bộ mệt mỏi à nha. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ở chương trình. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào, đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời dạ đúng. Dạ, em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng á. À, dạ. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn. Hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Thôi mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng ha em ha. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, một người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy thôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vật vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ từ họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi theo từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp
không được như mình mong đợi, thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò, bạn có một cái mong muốn gì? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước, còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang take care cho bạn mà. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi coi tình hình bên đây có gì là lạ không. Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ, hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn cái tôn giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ em đạo Thiên Chúa giáo. À tôi cùng đạo với cô ấy. À vậy là cùng đạo rồi. Mừng đạo quá. Rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai ngồi bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng, không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em nghĩ là người bạn tôi trai có, bên kia tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Không. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em trả lời. Dạ đúng. Em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. Dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ em đi với em gái của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng cảm mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui, cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? Tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Gì à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à?
mở rào. Anh, em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh, cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. À, cảm ơn anh ạ. À. À, em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. À. À, em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mẫu người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Ừ. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Thì anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Thì vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên đó là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Ừ. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em để mà lúc mà mình đi thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Ừ. Cảm ơn em. Dạ. À, anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm. Mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có. Cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng. Là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ, đó. Trời ơi, em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Như hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Dạ. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế. Gặp anh thì hơi sống trên mây. À, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1+1=3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm một cái bế tắc. Cái là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, dạ. Điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự điều bay bổng. Đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh. Tại vì anh nghĩ là rất là khó cho em khi là gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ. Nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng
từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị, có một cái gì đó nó trải nghiệm mới mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ, có nghĩa là một cuộc sống giống như em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều em nói khá là chung chung, thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới này tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có như vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Rồi. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc em mau tìm được một nửa hạnh phúc của mình nha. Rồi. Chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì xem họ có... Gặp ở đâu? Ở đây. Xem họ có bấm nút hay không? Vậy đi. Ok, yeah, cái đi, tỉnh, tỉnh, lay tỉnh. Dạ, em có hai mối tình chính thức và hai mối tình chính thức. Chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh đã lại gia trưởng, kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em bút nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào con, chào chủ Quyền Linh ạ. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường, đi quanh quanh Bình Dương thôi. Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình.
Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng? Bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền. Hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiến trúc sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ, em biết đờn, em biết đàn sơ sơ. Ừ. Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được, rồi ai mượn tiền em có quên không? À, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Ừ, chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Ừ, đi ăn nợ. Rồi. Đi chợ nợ, đi đổ xăng nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Ừ. Là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn, ừ. Nợ anh GoViet 15 ngàn vậy đó. Ừ. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà dạ. Có trả hết không? Dạ hay trả. Là... Ờ trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn dạ, Thành mà nghe ạ. Mình ưu điểm, nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hòa đồng này, vui đồng, năng động, em thì rối. Năng động, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Còn một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được. Nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được, ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ý thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được, không nghiền đâu anh nha. Chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Ừ. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Tới giờ luôn. Dạ. Quê rồi, không yêu luôn tới giờ. Quê luôn. Cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi học thì lo mà học đi con, chứ đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ coi được. Là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp xúc với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Ngựa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo ơi. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó, còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời, có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức. Hai mối tình chính thức là dài không? Dạ, hai mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á, thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Ừ. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước rồi mới cưới. Trời. Có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy quên đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Vậy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không? Hả? Chắc không đâu anh. Có bắt người ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái đó em đề cập tới. Có bắt người ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt. Người quá. Bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Tốt quá không, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói anh bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Còn dạ. Cái câu này anh này,
là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là như giả sử yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Binh Di cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Anh không thể nào cai. Nay em trai đi với ai Thành? Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Lính, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Dạ, nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bình trái thì chưa kiểm chứng vì nó khi nào nó ở một mình ạ. Rồi, em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc là hạ thấy tình. Đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng đó. Em gái đâu? Đó, nhìn biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ? Dạ, chào chú Quyền Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm. Mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe, ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nha. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cứ. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm, bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ rồi. Sao? Dạ, em xin đồn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi. Nhu cầu hợp lý. Phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo. Rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn. Quýu luôn á. Bây giờ là đã quýu rớt đó. Rớt luôn á. Mình mở rào đi cưng ơi. Mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền. Hoang hòa luôn. Nãy tao mới đàn rồi. Thôi vậy. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ.
bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Hành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh. Để sẻ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bằng nửa cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á, thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi mình tặng cái gì nè cô? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Dạ rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí cho các bạn, được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì... Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á, đa tài, đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Rồi, hai người từ trong ra ngoài quá vậy. Hai người mới gặp thả thính gì luôn. Thính gì mà bay mà kêu bằng á. Thì... Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi, còn có chị đầu á, chị đầu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bản lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng em kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong có cháu lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi, tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ chưa thì... chưa. Em còn muốn hát tặng anh một bài nữa. À hát đi. À đấy ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ, bài đó là bài Giận Mà Thương. Bài đó hay á. Cùng nhà em luôn. Hay, quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ, dạ. Em bước tới, bước tới, hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nửa thành sát. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dần cặn kẽ. Bởi thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành,
Muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn ạ. Rồi, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm liền đó, thấy chưa? Bấm liền luôn, rồi xong. Ừ. Không cần phải đếm nữa. Rồi, đứng lên cưng. Bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó. Chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lạnh ngắt luôn này. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy. Nụ hôn đầu đời đó. Đừng khóc. Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa. Rồi anh. Đầu tiên mà. Nó phải. Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị. 1, 2, 3 hôn. Hít sâu vào. Rồi ạ, em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thành nó tự tin lắm á. Cố gắng lên nào. Tin em làm được đấy. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tình nào bắt vai hết ạ.
Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát thì cũng hai mối rồi.